Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Tự lực vươn lên để giảm nghèo bền vững. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2016-2020, thông qua các chương trình dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, người dân trên địa bàn huyện Mường Trà đã có nhiều cơ hội hơn trong việc đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, sinh hoạt. Có vốn, tư liệu sản xuất, người dân cũng dần có ý thức hơn trong việc nỗ lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự của chúng tôi. Na Sang là một trong những xã biên giới khó khăn của huyện Mường Trà với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 97%. Với xuất phát điểm thấp, các điều kiện về địa hình, sản xuất không thuận lợi, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao tới trên 70% vào năm 2017. Lúc này, các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như một điểm tựa vững chắc giúp người dân có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Đảng bộ, chính quyền xã Na Sang xác định, điều kiện cốt lõi để xã tiến lên con đường xóa đói giảm nghèo chính là ý thức tự lực vươn lên của người dân. Còn nguồn đầu tư hỗ trợ của nhà nước đóng vai trò là động lực quan trọng giúp người dân có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Quan tâm, đầu tư các cái công trình dự án, cơ sở hạ tầng như là mương phai, rồi là đường xá đi lại, và có đầu tư cây giống cây con cho bà con nhân dân để trồng và để nuôi. Bà con nhân dân cũng tự chủ động là trồng các cái loại cây để bán ra thị trường. Đấy. Trên địa bàn xã Na Sang này cụ thể như là cây dứa này, là cây lạt này. Đấy là bà con nhân dân tự chủ động. Có cái chương trình hỗ trợ như thế thì bà con nhân dân là cũng có phấn khởi và có ý thức vững lên phấn đấu để thoát nghèo. Trong những năm qua, trước những hiệu quả của công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mường Trà, không thể không nhắc đến những kết quả rõ nét từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Cùng với việc chỉ đạo hướng dẫn nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, huyện Mường Trà còn chú trọng phát triển các hình thức kinh tế tập thể, khích lệ động viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, vươn lên làm giàu và giúp đỡ nhau thoát nghèo. Đến nay, trên địa bàn huyện có 150 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, với mức thu nhập bình quân hàng năm từ 200 đến 250 triệu đồng. Những tấm gương xuất hiện ngày một nhiều hơn, thể hiện ý chí nỗ lực vươn lên, xóa đói giảm nghèo bền vững của người dân. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Mường Trà trong những năm qua được các cấp hội tổ chức triển khai đến tận các hộ gia đình, và phong trào đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho các hộ gia đình, cũng như là làm cho các nguồn vốn của quỹ hỗ trợ nông dân của huyện cũng như của tỉnh, của trung ương được hoạt động tốt hơn và giúp cho các hộ nghèo thoát được nghèo. Và từ những tấm gương đó thì cũng hướng các gia đình hộ nghèo học tập và hướng dẫn hộ khác phát triển. Nếu như trong quá trình thực hiện chính sách giảm nghèo trước đây, chính sách hỗ trợ thiên về cho không đã dẫn tới tình trạng một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại để được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ của nhà nước. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, Đảng, Nhà nước đã thay đổi từ việc xây dựng chính sách hỗ trợ có điều kiện đến việc triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo, đã thể hiện rõ hiệu quả, khơi dậy được ý thức vươn lên thoát nghèo của người dân. Từ những chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mường Trà đã có nhiều cơ hội phát huy tính sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh và có ý thức tự lực vươn lên, thoát nghèo bền vững. Trong những năm vừa qua ấy, thì cơ bản là chúng ta cũng có cái hỗ trợ trực tiếp. Tuy nhiên là qua cái thực tế thì cũng trong các báo cáo đánh giá rồi những cái là đề nghị kiến nghị thì đối với huyện thì cũng có kiến nghị đối với tỉnh, đối với trung ương là chúng ta nên đề ra những cái chính sách mới nó mang tính chất là hỗ trợ gián tiếp, tức là có thể là cho vay vốn ở cái lãi suất thấp, rồi là hỗ trợ về kỹ thuật, rồi là hỗ trợ về bồi dưỡng đào tạo. Nên như thế thì với nó giữ vững cái phát triển kinh tế và cái giảm nghèo nó bền vững được.
Còn chúng ta hỗ trợ trực tiếp thì nó chỉ là lúc bây giờ thôi. Còn về lâu về dài thì nên có những chính sách để hỗ trợ gián tiếp thì tốt hơn. Huyện Mường Trà được thụ hưởng rất nhiều các cái chương trình như chương trình nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn được Ủy ban nhân huyện giao cho công tác phối hợp với các phòng ban thực hiện thẩm định các cái dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, là có hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi. Thứ hai là định hướng cho các xã trong việc lựa chọn các loại giống cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của huyện, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các xã trong quá trình thực hiện triển khai dự án. Có thể nói việc thực hiện tốt các chế độ chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số là động lực, chỗ dựa vững chắc cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mường Trà phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh, bền vững và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó nhân dân các dân tộc huyện Mường Trà thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, phát huy tốt tiềm năng để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng tại quê hương. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò vị thế của phụ nữ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Mường Trà lần thứ 19 đề ra. Đồng thời gắn việc thực hiện các nhiệm vụ của hội với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với chủ đề năm 2021 là tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã chủ động giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả bầu cử, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân là nữ đảm bảo theo quy định. Cấp huyện 11 đại biểu nữ chiếm 35,48%, cấp xã 84 đại biểu nữ chiếm 33,07%. Trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thì các cấp bộ hội cũng đã có nhiều cái giải pháp sáng tạo, phù hợp và hiệu quả, đa dạng với các hình thức như là tuyên truyền, gắn loa truyền thông ở trên các xe máy để tuyên truyền tại các bản, các tổ dân phố, và tập trung tuyên truyền theo các nhóm ở tại các bản, và cán bộ hội thì cũng gặp gỡ trao đổi trực tiếp với lại các hộ dân, hướng dẫn cho các hội viên phụ nữ nghiên cứu về các tiểu sử của các ứng cử viên trước khi tham gia bỏ phiếu, và vận động hội viên phụ nữ là trực tiếp đi bầu cử. Song song với lại công tác tuyên truyền thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà cũng đã tập trung chỉ đạo các cấp nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của các tổ chức trong việc tham gia các bước hiệp thương, và chủ động tham mưu, giới thiệu và đề xuất những phụ nữ nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ 20 nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức ký kết giao ước thi đua, giao chỉ tiêu thi đua từ đầu năm trong các cấp hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai hiệu quả hai phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, và các cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả có trên 6.557 hội viên phụ nữ tham gia học tập, duy trì thực hiện 11 mô hình gia đình 503 sạch với 444 thành viên. Trên 6.447 hộ gia đình hội viên có vườn rau sạch, 6.400 hộ gia đình nuôi từ 10 con gia cầm trở lên. Nữ thị trấn cũng đã thực hiện là các phong trào thi đua của hội như là phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng ghép với lại hai cuộc vận động tâm 03 sạch, cuộc vận động
rèn luyện phụ nữ tự tin, tự trọng, phương hậu, đảm đang. Thì các chi hội thì đều tham gia rất là nhiệt tình. Nhiều chi hội điển hình như chi hội 1, chi hội 2, chi hội 12 là chi hội nông nghiệp đấy. Chị em đều có tinh thần là tham gia sinh hoạt hội để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như đây có một số chị em là làm kinh tế mô hình phát triển rất là giỏi, như chị Lò Thị Hóa, Quàng Thị Hóa, hệ phạm và phát triển mô hình vườn ao chuồng, hay ao cá, vườn rau các loại. Qua đó mà nhiều chị em đã nhân rộng các mô hình ra để phát triển kinh tế. Nhiều hoạt động phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được duy trì bằng nhiều hình thức thiết thực như tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp cây, con giống, đã tạo nên nguồn nội lực giúp phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã hỗ trợ 180 ngày công, 163 con giống các loại để giúp đỡ 10 gia đình hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất chăn nuôi. Duy trì hai mô hình sinh kế tại xã Ma Thị Hồ trị giá 130 triệu đồng cho 15 hội viên vay để chăn nuôi trâu, bò. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, ủy thác cho 1.503 hộ vay vốn, phát triển kinh tế với tổng số vốn trên 75 tỷ đồng. Qua đó đã có nhiều hội viên vươn lên xóa đói giảm nghèo và trở thành hộ sản xuất kinh doanh giỏi, như chị Lò Thị Kim, bản Mường Mươn 1, xã Mường Mươn, chị Sùng Thị Sào, bản Hô Chim 1, xã Ma Thị Hồ, chị Lò Thị Dợi, bản Mược Anh, xã Pa Ham. Mình có vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội. Gia đình vay được 50 triệu về để mua các con giống này, về để nuôi. Gia đình có mua lợn này, với lại lợn gà, với lại có thả cá. Thì một năm thì gia đình có xuất được 2 lứa lợn, lại gà cũng là một năm xuất được 2 lứa gà, thêm cá là 2 năm gia đình xuất một lần. Thì trong vòng khoảng 2 năm trở lại thì gia đình đã trả được cái số tiền vay, với lại có vốn để mà xoay sở thêm các giống vật nuôi khác. Là lúc đó thì hoàn cảnh gia đình cũng khấm khá hơn, phát triển hơn lúc trước và có đủ chi phí để trang trải cho đời sống hàng ngày ạ. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã tham gia cuộc thi Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái với chủ đề Phụ nữ là một phần của giải pháp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà đã dự thi với tác phẩm Phụ nữ Mường Trà với phong trào chống rác thải nhựa. Từ đó, hội đã xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất gạch sinh thái nhằm hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường do sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Biến những chai lọ nhựa thành những vườn hoa xanh, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp. Qua hai vòng thi, tác phẩm đã đạt giải nhất. Bên cạnh đó, hội đã thực hiện công trình con đường hoa phụ nữ tại khu A thị trấn Mường Trà với sự tham gia của gần 20 hội viên. Ngay từ đầu năm, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Trà cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, các công trình, phần việc để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và đã triển khai thực hiện như là làm 2 nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Ma Thị Hồ và xã Pa Ham. Hội cũng đã xây dựng lắp đặt 2 công trình thắp sáng điện nông thôn tại xã Mường Mươn và 2 công trình đều ở xã Mường Mươn. Và công trình chống rác thải nhựa cũng đã tham gia cái hội thi chống rác thải nhựa và xây dựng các con đường hoa trên địa bàn huyện. Đối với lại hội cơ sở cấp xã thì cũng đã đăng ký mỗi cơ sở từ 1 đến 2 công trình thiết thực chào mừng Đại hội Phụ nữ các cấp. Và hội cơ sở cũng đã đồng loạt triển khai các công trình như trồng hoa ở tại các bản, tại các khu công sở, nhà văn hóa hay khu trường học hoặc các tuyến đường, mô hình của phụ nữ tham gia tự quản tại các xã, thị trấn. Hội cũng thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo cho hội viên, phụ nữ thông qua các hoạt động giám sát thực hiện các chính sách để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái. Xây dựng địa chỉ tin cậy, phòng chống bạo lực gia đình và tham gia tốt công tác hòa giải tại địa phương.
Thông qua tổ chức hội, chị em không chỉ được chia sẻ với nhau về kinh nghiệm trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, mà còn được tham gia các phong trào hoạt động, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, vai trò, vị thế của phụ nữ và tổ chức hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Trà đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.